Đầu tháng 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng được Ngân hàng Trung ương bổ sung thêm 50 tỷ để cho vay hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thống nhất trình Hội đồng Nhân dân ủy thác thêm 50 tỷ từ nguồn ngân sách địa phương, tăng kế hoạch giải ngân trong năm 2021. Đây là nguồn lực để Ngân hàng Chính sách Xã hội chủ động triển khai các chương trình tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cho cao điểm mùa vụ Tết. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn huyện Hòa Vang. Tại khu vườn của hộ anh Lê Ninh, thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, hơn 50.000 giỏ hoa chuẩn bị cho thị trường Noel và Tết Dương lịch 2022 đang trong thời kỳ kích nụ cho kịp thời vụ. Ngoài ra, khoảng 20.000 giỏ hoa chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên Đán Nhâm Dần cũng chuẩn bị xuống giống. Hơn lúc nào hết, những hộ trồng hoa Tết như anh Ninh rất cần nguồn vốn cho mua sắm giống, vật tư và nhân công. Thì cũng bỏ ra tầm khoảng 500 triệu để làm rồi, trong đó có vốn được ngân hàng hỗ trợ vay được 100 triệu, đó là ngân hàng chính sách đó. Thì cũng thông qua vân vụ ngân hàng thì cũng được giải quyết được một số rất là nhiều việc như là giống má, nhân công và phân bón. Hiện tại sắp tới thì cũng mong ngân hàng chính sách thì giải vốn lưu động thêm cho được khoảng thêm 100 triệu nữa. Bên ngân hàng cam kết rồi, vào đầu tháng 12 tới sẽ giải ngân. Tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, hộ anh Võ Văn Thành cũng là một trong những khách hàng đang có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngoài 50 con bò từ mô hình chăn nuôi đầu tiên, anh Thành mở rộng thêm mô hình gà thả vườn và vịt thả đồng. Nếu như mô hình nuôi bò giúp anh Thành làm giàu, thì mô hình gà thả vườn và vịt thả đồng đang tạo thu nhập ổn định và giải quyết việc làm cho 5 lao động trong gia đình. Thì gia đình vẫn tiếp tục là cũng mở rộng thêm là nuôi thêm vịt. À, sắp tới cũng mua thêm vịt thêm nữa để về nuôi và sắp tới cũng sẽ thêm gà nữa để nuôi. À, hiện nay là mình nuôi cỡ gần ngàn gà và mới được 200 vịt. Sắp tới mình sẽ nuôi cỡ tầm cỡ 700-800 con vịt nữa, chuẩn bị cũng bắt vịt về để thả nữa. À, cho nên trong đó mình có được là sự quan tâm là của ngân hàng chính sách, à, cũng tạo điều kiện cho gia đình và tất cả những bà con mà có nhu cầu vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hòa Vang, qua triển khai công tác cho vay trong tháng 10 năm 2021, cho thấy phần lớn bà con của các xã đã có sự thay đổi trong nhận thức qua đại dịch COVID-19. Nhiều mô hình phát triển chăn nuôi gà thả đồi, vịt thả đồng, rau xanh các loại đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội đô trong thời gian thành phố giãn cách phòng chống dịch. Các mô hình này hiện đang tiếp tục duy trì phát triển nhằm tăng nguồn cung ứng cho thị trường trong thời gian tới, nhất là vụ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Hòa Vang đã chủ động kịp thời ứng vốn để bà con tranh thủ nguồn vốn giá rẻ, linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển kinh tế hộ gia đình. Nguồn lực để chuẩn bị cho bà con vay vốn để khôi phục lại sản xuất cũng như là triển khai cả cái dự án cung ứng sản phẩm cho thành phố trong cái dịp Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán thì khoảng 16 tỷ. Và trong tháng 10, phòng giao dịch cũng đã giải ngân 25 tỷ. Và tính đến nay thì mới có phiên giao dịch thứ hai của tháng 11. Thì dự kiến trong tháng 11 là giải ngân hết cái số vốn này để mà đáp ứng cho đầy đủ các cái nhu cầu của bà con cũng như người lao động để mà khôi phục lại cái sản xuất, duy trì cái việc làm để đảm bảo cái an sinh xã hội cũng như là cái cung ứng cái rau xanh, rồi thực phẩm chăn nuôi và hoa cho dịp Tết. Tính đến ngày 31 tháng 10, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên toàn thành phố đạt hơn 3.265 tỷ đồng, tăng 1.044 tỷ, tương ứng tăng 14% so với thời điểm cuối năm 2020. Trong năm đã có hơn 21.100 lượt khách hàng vay mới, đẩy mạnh việc gắn kết chính sách tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh việc gắn kết chính sách tín dụng, chính sách xã hội với các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học và công nghệ, các chương trình khuyến nông lâm ngư nghiệp, đào tạo nghề, các mô hình chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội đang được Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố thực hiện tích cực.